Lon em, chào em trở lại kênh của mình nha. Thì chúng ta đã đến gần đến những cái ngày cuối cùng của cái event tuần này rồi anh em ơi. Đó, cụ thể là còn ngày hôm nay và ngày mai nữa là sẽ hết event ha. Thì cái sự kiện tiệc kẹo Big Mom của mình thì cũng đã đến một cái giai đoạn là rất là gay cứng cũng như là cam go rồi. Đó, nhưng mà để đây đi từ từ rồi nói ha. Thì ngày hôm nay thì mình vẫn sẽ share code anh em. Đợt này, ngày hôm nay cái video này code nhiều hơn tất cả những cái video khác luôn nha anh em. Đặc biệt ngày hôm nay mình sẽ tặng cho anh em hai code Utah, ước nguyện đỏ của Utah đó anh em. Đấy thì mình cũng đã quay được ba code anh em, mình ăn một code. Đó là ngày hôm nay là mình sẽ share cho anh em hai code Utah, đó, ước nguyện đỏ Utah nha anh em, 2000 kim cương được các thứ đó. Thì để mình ăn luôn đi cho, để cho anh em biết là cái code đó nó có cái gì luôn ha anh em. Trời ơi hơi bị ngon luôn, cái code này mình săn từ hồi đầu event tới giờ luôn đó anh em. Rồi để coi thử coi quà code nè. Rồi cái code này mình ăn rồi nha anh em, nên là anh em không có ăn lại được đâu nha. Đó, tí hồi nữa mình share cho anh em hai code y chang như thế này. Và cũng như một mớ code sang tóc đỏ, kho báu sang tóc đỏ và cũng như là code 20 tháng 11 ha anh em. Ước nguyện đỏ Utah đây. 15 cái belly. 15 cái belly 72 giờ ha. 20 thùng bia anh em. 20 xu siêu cấp, 2000 kim cương và cũng như là 5000 rương may mắn Utah. Trời ơi. Ngon. Không có thể nào mà chê cái code này được anh em. Rồi thì để mình liệt kê cái code mà mình tặng đợt này ha. Thì sang cái kho báu của San đó để mình coi coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 anh em. Tổng cộng đợt này sẽ có 6 code kho báu đỏ, kho báu của San tóc đỏ nha anh em. 2 code ước nguyện đỏ Utah. Và cũng như là mấy cái code còn lại là code 20 tháng 11 á anh em. Để mình đếm 20 tháng 11 bao nhiêu code nha. 1, 2 nè, 3 nè, 4 rồi nè. Tầm cỡ 4 code 20 tháng 11 thôi. Là tổng cộng ngày hôm nay là sẽ share cho anh em tới hơn 10 code anh em. Hơn 10 code, code này code web ha. Event web đây nè anh em, event web này nè. Đó, kho báu bí mật á ha. Đấy, thì nãy mình mới ăn một code rồi. Đó, bây giờ còn hai code ước nguyện đỏ chúng ta nha. Thì cái code thì nó vẫn sẽ hiện ngẫu nhiên ở trên cái đoạn video. Thì anh em nào nhanh tay thì có thể nhập được ha anh em. Đó, bởi vì số lượng có hạn á, nên là cái này sẽ ưu tiên cho bạn nào may mắn cũng như là nhanh tay sẽ nhập được những cái code mà mình hiện ngẫu nhiên nha. Rồi ok, bây giờ sẽ vô trong này mở cái túi là Utah may mắn đi anh em ơi. Đây, rương Utah may mắn ha. Ở trong cái này thì chúng ta có thể nhận được mảnh ghép Utah này, một con tướng luôn nè anh em. Mảnh tướng SS ngẫu nhiên L1, L2, L1 ở L2 chứ anh em. Rồi mảnh đại hải tặc 100 xu vòng quay được các thứ. Đó, nói chung là thùng bia rồi ha. Này là hên xui thôi. Ok, bây giờ mình sẽ mở từng cái nè anh em ơi. Ây da, 72 giờ đá kinh nghiệm. Thôi vậy cũng được. Rồi, tiếp tục ha anh em. Ước gì nó cho được con Utah anh em nhờ. Trời ơi, đá không vậy, chết tôi rồi. Khó khăn lắm mới ăn được một cái cốt mà cho đá với lại là belly, không là chết rồi anh em ơi. Đây, đá với belly ha. Chẳng thà nó cho thêm 20 thùng bia thì cũng được. Hoặc là cái con tướng L2. Trời ơi. Thiệt luôn. Ồ, được 100 cái xu vòng quay cũng được anh em. Má ơi, nó cho cái tàn đá rồi không là chết tôi luôn á. À, đang còn phá hủy diệt tới 80 cái lận hả. Rồi, ok. Để đi boss Akanu nè. 80 cái là quất được 4 nhát đúng không? 4 nhát thì đổi hết ra. Ui chà, 5 thùng bia, ngon ngon ngon. 4 nhát thì để mình coi coi được. Ơ, 5 thùng bia nữa kìa. Đổi hết ra cái nhận kim cương anh em nha. Giờ không cần phút nữa, lấy kim cương thôi. Tiếp tục, tiếp tục. À, rương boss may mắn. Ok, 4 cái shop Akanu hơn em thì đổi hết bên kim cương đi. Vượt quá giới hạn luôn rồi, vừa đúng 4 cái luôn nè. Hết rồi ha. Ok, bây giờ vô mở kim cương nha anh em. Hay cha, để coi coi nhân phẩm của mình ngày hôm nay coi nó như thế nào ha. Ở trong này thì chúng ta có tỷ lệ nhận kim cương thôi. Hầu như là tàn là bụi với lại belly đồ với lại đá tím không anh em, đá cường hóa không à. Ok, để mình dùng thử nha. Ấy trời ơi, bụi ma thuật. Đâu phải dễ ăn của nhà phát hành, ăn kim cương của nhà phát hành đâu nè em. 3000 bụi ma thuật nè. Đừng có bụi nữa nha, trời ơi, 500 bụi. Rồi xong, tàn bụi luôn, về két bụi luôn. Trời ơi, rương belly 72 giờ, đó, đâu phải lúc nào cũng mở ra được. Đâu phải lúc nào cũng mở ra được cái
kim cương đâu anh em, khó lắm chứ bộ giỡn đâu, trời ơi luôn á. Rồi ok, à thì ngày hôm nay là ngày để mà chúng ta nhận được quà vực thẳm á anh em. Thì mình cũng may mắn khi mà đi được tới bước này anh em. Đó, ẹt 20 mấy ngày, gần 30 ngày thì được 49 sao. Ok, bây giờ mình sẽ nhận quà ha anh em, bấm vào nhận quà nha. À, 20 thùng bia nè. Mình thì mình nhận được đá kinh nghiệm rồi, mình cái này là anh em tùy chọn được ha anh em. Anh em tùy chọn được. Mảnh tướng L2, cái này là rương trang bị ha anh em. Ngẫu nhiên nhận được một set trang bị đỏ. Trời ơi, cái này mà lựa được bộ đồ ngành thì thôi rồi anh em. Rồi, rương lính chì 6 sao ha anh em. 6 sao, rồi ok. Trời ơi, biết vậy, cái này 6 sao mình tưởng 10 sao anh em, nên là mình chọn biết vậy là chọn 2000 kim cương cho rồi. Khổ ghê chưa, mà thôi lỡ rồi anh em ơi. Rồi, bây giờ vô mở tiếp cái, mình coi coi. Để vô mở tiếp cái rương kim cương ha anh em. Chết tôi rồi, tàn cái gì đâu không à, không thấy kim cương đâu hết anh em ơi. Trời ơi, chuyến này nó chuyển qua đá kinh nghiệm rồi. Trời ơi, Bailey 72 giờ thôi kệ, Bailey 72 giờ cũng được, mà tàn cái gì đâu không à. Rương boss may mắn, trời ơi, Bailey 72 giờ 5 cái nữa chứ anh em, khổ thực sự. Cái này là trang bị, set trang bị ha anh em, ngẫu nhiên ha. Mình mở thử coi được trang bị gì. Mũ quý tộc quá cùi. Ở trong này thì có tệ, có tỷ lệ nhận được thêm mấy cái set ngành đồ ha anh em. Lại cùi nữa, trời ơi, cái này nó cùi hơn hồi nãy nữa anh em. Ngẫu nhiên mà nó tàn là nằm ở trên đầu thì không à. Khó khi nào mà chúng ta mở được set ngành lắm. Cái này gì đây? Đồ giày phi công, đồ tàn đồ cùi không, set cùi không, cái set ngành gì anh em. Rồi ok ha. Ôi ơi, biết vậy cái rương lính chì này á anh em, đâu rồi? Cái móc này nè. Biết vậy mình chọn 2000 kim cương hoặc là 3000 được rồi. Mình tưởng cái rương này rương lính chì 10 sao nên mình chọn anh em. Cái game này á, nó có một cái đó là nó phải hiện mấy cái vật phẩm, là thông tin vật phẩm anh em, chúng ta mới dễ lựa đỡ bị nhầm anh em. Biết vậy là qua 2000 kim cương nhận quà nó lại ngon rồi. Uổng ghê chưa, mà thôi kệ đi anh em ơi, lỡ rồi sao giờ. Đó, để thêm được biết để sau này có sự kiện chúng ta né ha. Rồi hồi nãy nhận được mảnh ngẫu nhiên L2 thì anh em bây giờ sẽ mở ra, hy vọng là sẽ ra con kin anh em. Hy vọng sẽ ra kin. Chết tôi rồi, trời ơi, lù đi quá. Hay chàng, lù nó ám thôi rồi luôn á anh em. Mảnh tướng L1 ngẫu nhiên nữa nè. Ai sẽ về đây, trộn lát luôn kìa. Trời ơi, cà rốt. Quá cùi luôn em, ngày hôm nay là nhân phẩm nó cũng hơi tệ một tí. Nhưng mà quay được cái cốt ước nguyện đỏ Utah là cũng gọi là ok rồi ha. Đó, nãy giờ không biết là anh em có nhập được hay không nữa. Đó, anh em nhớ cố gắng là nhập may mắn đồ cái thứ nha. Cốt ước nguyện đỏ nó hơi bị ngon luôn nha anh em ráng cố gắng. 15 cái Berly 72 giờ, 20 thùng bia. Rồi, thì cái tiền kẹo của Whitmom á, nó sẽ có hai hướng cho mình anh em. Bây giờ mình đã tích được 152 cái nón Whitmom rồi. Ngày mai thì từ đây cho tới ngày mai anh em không biết là có kịp để mà quất được 200 nhét cái nón của Big Mom hay không để lấy cái nhẫn thạch bạch thạch này. Thì 200 cái nón thì chưa chắc đã ra được cái ôi bảo vật tùy chọn cái này cũng được rồi ha. Đó thì 200 nhét chưa chắc đã ra được cái bảo vật mình ước nguyện anh em. Đó thì không thì nó sẽ cho mình là cái rương. Anh em không thì nó sẽ cho mình cái rương may mắn tùy chọn bảo vật hoặc là bảo vật ngẫu nhiên anh em. Đó thì cái bảo vật này thì dạng như là ui cái này cũng ngon đấy chứ nhờ. Cái bảo vật này cũng ngon đấy chứ nhờ. Nói chung cũng tạm ổn ha. Ngẫu nhiên mà. Đó thì hên xui. Chắc là mình sẽ đáng cố gắng tích từ đây cho tới hết event ngày mai luôn anh em, là 150 mấy cái thì còn 40 mấy nón nữa thôi là đủ. Nhưng mà 40 mấy nón này hơi bị căng luôn nha anh em. Nên là để mình tính toán lại coi là nên xả vào đâu để mà lấy thêm nón anh em ơi. Chắc là phải xả thêm ở chiêu mộ đại gia, chiêu mộ đại hay tặc với lại chiêu mộ đặc biệt đó anh em. Đó thì nó sẽ cho chúng ta thêm nón ha. Đó nó cũng cũng hơi chuông tí nhưng mà vẫn đáng cố gắng thôi sao giờ. Chắc quất 150 nhát là chiêu mộ đặc biệt này quá. Để lấy thêm mấy cái pháo hủy diệt rồi các thứ nè anh em, với lại lấy thêm mấy cái nón nè. Nó mới đủ anh em, phải xả bên này mới đủ. À ở bên này có su siêu cấp đang còn 22 nhét nữa là xong một vòng nè anh em. Để mình coi coi một M8 cũng được, 22 nhét nữa đúng không, làm 20 20 nhét nè.
Rồi ok, hai nhát bây giờ quay lẻ hai nhát nó là đủ cái xu vòng quay siêu cấp vòng 1 ha anh em, vòng 1. Ok, hai cái nữa thôi. Đó, nông dân là phải cắt cụm như vậy đó anh em. Cái rương mà 200 nhát cái nón của Big Mom đó anh em thì chúng ta cũng sẽ nhận được. Ok, là lấy quà cái đã anh em. Đây, 300 điểm vòng quay siêu cấp ha, được thêm 3 nón nữa nè anh em. Rương may mắn Utah đó nè. Đây, đây mới là rương lính chì là 10 sao nè anh em. Cái rương kia là rương cùi bắp. Trời ơi, bị nhầm. Hay cha. Hình như đánh được một, rồi, không đánh được boss nữa. Thiếu 5 cái mới ghê chứ. Rồi, có đang có một rương ước nguyện đờ Utah nè anh em. Rương may mắn Utah nè, mở ra được cái gì ha. Ô, lại 100 xu vòng quay cũng được. 100 cái xu đó cũng ngon hơn là mấy cái khác ha anh em. Tuyệt vời chứ bộ ha. Rồi ok. Đó thì ở trong cái tiệc Big Mom này á thì một á, anh em tư vấn cho mọi người, một á là mình lấy bảo vật anh em. Đó, 200 nhát lấy một cái bảo vật. Hai á là mình lấy cái con kim này anh em, nó chỉ tốn có 50 thôi. Đó thì nếu mà cái số 150 này á thì chắc chắn là mình sẽ có được một cái copy con kim. Đó, nhưng mà tới đây rồi nếu mà mình chọn xịt á thì chúng ta có thể nhận được một cái bảo vật, chắc chắn một cái bảo vật đỏ, nhưng mà chưa biết cái gì, anh em mình đang thiếu bảo vật khá là nhiều. Cái ước nguyện này thì hên xui thôi. Ok, thì anh em tư vấn cho mình thử coi là nên lấy cái con kim thuyền viên hệ hiếm hay là bảo vật anh em. Đó, mình thì mình chưa có một cái bảo vật đỏ nào luôn ấy, thực sự như vậy. Đó, thì cái event này thì lỡ là phóng lao là phải theo lao thôi chứ sao giờ anh em, hết đường. Đó, ngày mai thì sẽ có kết quả cũng như là mở bảo vật rồi các thứ cho anh em coi ha. Cái này thì mình cũng đã làm xong nhiệm vụ hết rồi anh em, còn cái ở trên này là chưa thôi. Nếu mà muốn lấy thêm cái nón ở bên này thì chúng ta có thể xả cốc bia anh em. Ngày hôm qua mình cũng xả hết một vòng cốc bia rồi, một vòng đại hải tặc rồi anh em. Đây, ngày hôm qua xả một vòng rồi, tới vòng thứ hai luôn rồi. Này cũng hơi khó một tí ha. Rồi ok. Còn cái tiệc san anh em thì mà mình cũng ráng cố gắng từ đây cho tới ngày mai là mình sẽ 1000 tim. Anh em làm sao làm để 1000 tim anh em để lấy quà ha. Bởi vì 1000 tim thì chúng ta sẽ nhận được 1000 kim cương anh em. Cái tim này là hoàn toàn re hết. Mình tàn tặng quà re không thôi anh em. Hầu như là cái event này nó cho chúng ta quà 1000 kim cương re. Anh em muốn có quà thêm thì anh em bỏ ra kim cương để mà anh em tặng thêm món ngon thôi ha. Rồi ok, còn một chút thời gian thì chúng ta sẽ cùng là đi xem con ngày hôm qua đến giờ có ai bên mình hay không. Ủa, không ai bên mình hết, ta buồn quá ta. Vậy thôi, mình để mình bên người ta anh em. Thì ngày hôm qua thì mình cũng đã có một cái sự thay đổi nhân sự của cái ad của mình anh em ơi. Thì mình cũng đã build cho cái ad của mình là cái con Robin Newer. Lên cho em nó rồi là 9 sao rồi ha anh em. Rồi, từ khi mà lên cái con Robin Newer này mình thấy là ít người đánh mình hơn anh em. Cũng như là mình đập người ta rồi là dễ win hơn. Bây giờ mình sẽ đập thử một đứa để coi như thế nào nè anh em. Wow, Utah 10 sao luôn, ai dám đụng. Trời ơi, ghê quá vậy. Tàn quỷ không ta, sao bem ta. Thằng này sao có 53.000 lực chiến vậy. Bem thằng này thử anh em. Rồi, để mình coi đây. Thì cái con Robin Newer này á thì khi mà vào trận thì nó sẽ cộng 100% thủ cho toàn đội á. Và cũng như là nó sẽ đánh là phá nổ của team địch nên khá là ok. Khá ok anh em, cộng thủ cho toàn đội khá là ok. Đó, phá nổ liền rồi xong. Đó, cộng thủ cho toàn đội thì team của mình nó sẽ trụ được lane tốt hơn anh em. Trụ được tốt hơn ở cái trận đấu này. Ôi, chúng ta đồ xịn sò quá ta. Mình mới có 116.000 lực chiến thôi nè, nên cứ tà tà. Thằng này được. Ngang ngang lực chiến với mình không nha anh em, tàn ngang lực chiến với mình không thôi. Mình kia có Raizo nè, rồi vua mèo đồ nè. Trời ơi, má ơi sao mà choáng dữ vậy ta, chết tôi rồi. Không sao nè, tuy cái con Zoro Wano bị choáng nhưng mà nó vẫn phản kích được nha anh em. Ai đánh nó thì đều bị ăn một choáng cả, má ơi ghê thật sự. Quỷ Kaido này nó búp kháng sát thương chí quá anh em. Làm 3 nhát, làm thêm nhát nữa đi nè. Lượng nào mà nãy giờ đánh với lại ngang được chiến không ha anh em. Ôi
soạn E2 luôn ạ. À, chơi sợ gì anh em, thua thôi đúng không? Soạn E2 nhưng mà kho level thì có mới có 190. Chết kim tôi rồi. Đau quá nha anh em. Đá đau thực sự luôn á, đốt đau ghê luôn á. Bây giờ đợi con Zoro của mình đổ. Ui ôi, thua luôn anh em. Má ơi, đánh cháy vậy. Quét thịnh nè. Ôi, quét thịnh này lực chiến hơn mình rồi anh em ơi, nên không dám đánh. Này, Yuta. Bên này, giờ ai cũng có Yuta hết anh em. Giờ ai cũng có Yuta hết trơn à. Riêng mình thì có một con Yuta mà không có copy anh em ơi. Đợi nó mở ở trong cái cuộn L2 chúng ta chọn thôi, chứ bây giờ kiếm Yuta hơi bị chua. Bởi vì trước đó thì mình không có nạp tiền anh em. Hàng nông dân mà đòi có Yuta xịn thì đâu ra đúng không? Nên thôi cứ tà. Nhưng mà cỡ này cũng gọi là ok rồi ha. Đó, chưa nổ nữa là bên kia nó chết gần hết rồi anh em. Bây giờ mới nổ nè. Quá ổn áp ha. Rồi thì báo cáo với anh em luôn là cái thần thụ đôi của mình á thì thần thụ của mình á, leo đậu của mình á đã leo được tầng 572 rồi, nó không có trong mình leo tiếp anh em. Đó, leo hết rồi. Bây giờ chị còn thần thụ đôi thì là đậu đôi là 157 anh em, 157. Bây giờ bê em thử cho anh em xem. Ôi chà. Khó anh em ơi, tới 157 rất là khó luôn ha. Mình đoán là do gọi là đam của tụi nó cao quá đó nè, nên là chịu không nổi nhiệt. Đó. À, mấy cái này nó đánh hàng sau không anh em, nên là mình chắc mình để con Biggie ở đằng đằng trước rồi nè. Để Biggie đằng trước. Trận này thua chắc luôn. Rồi trận sau thì gặp con Zoro Wano thì win anh em, chắc chắn là win rồi, chạy đường nào nữa. Thua là thua ở đội hình 1 thôi, để mình chỉnh lại. Biggie để lên này đi, lên này là ok nhất nè nè. À, bém lại ha. Biggie mà nộ được là mới win được anh em. Ôi da, vẫn dính ta, vẫn bị đập ta. Ở đây 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 đây, nộ được rồi kìa. Ôi, con kim của mình tăng khá tốt anh em, từ khi mà lên e cho nó tăng khá là tốt. Nó có thể đốt mục tiêu đồ nữa ha, hồi máu đồ kìa, nhưng mà đam tụi kim nó to quá, chịu không nổi anh em ơi. Rồi, nhận được một mớ tài nguyên rồi thì để mình sau chuỗi lại, và cũng như là từ đây cho tới ngày mai thì mình ráng cố gắng mình tính toán làm thông thạo của đứa nào xong rồi ta. À, kim nè anh em, đơn đấu sát thương đồ nè. Đó thì ngày hôm nay tới ngày mai thì mình sẽ sau chuỗi lại và cũng như là tổng kết lại mấy cái nón thứ coi là kiếm được 45 cái nữa không anh em. 45 cái nữa là đủ mở được một cái bảo vật rồi. Thì để mình ráng cố gắng ha anh em. Anh em nhớ đón xem video ngày mai ha. Ngày mai là hết event rồi nha anh em. Đó thì ngày hôm nay cũng xả một mớ tài nguyên và cũng như là cái định hướng của ngày của mình cho đây cho anh em biết rồi, cũng như là xem một đống code rồi. Đó thì anh em thấy rồi là ok và cũng như là hay thú vị, hay cho một like, share, giỏi kênh nha anh em, để mình có động lực. Và cũng như là chúc mừng những anh em nào mà đã nhập được code ha, và cũng như là sẽ chia buồn cho những ông nào mà chậm tay. Đó thì sau này có những cái event có code nữa thì mình sẽ tặng tiếp, anh em cứ yên tâm ha anh em. Rồi các anh em, thì đó là cái video ngày hôm nay ha. Em thấy hay like, share, giỏi kênh nha, có rất nhiều nha.